hai vợ chồng dắt díu về quê chở theo bốn chú chó, dù nghèo khó nhưng không bỏ rơi nhau. Khi thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam nới lỏng giãn cách, cũng là lúc mà hàng nghìn người dân lao động đổ về quê. Họ mang theo tất cả hành lý và cả những thứ thân thuộc nhất để trở về. Trước đó, dân mạng không khỏi ngẹn ngào trước hành trang đặc biệt của hai cha con khi mang về quê theo hũ tro cốt của người vợ, người mẹ thân yêu. Thì mới đây, nhiều người tỏ ra thích thú với hành lý có 102 của cặp vợ chồng này. Theo như clip đăng tải, chiếc xe máy chở hai vợ chồng bon bon trên đường về quê. Trên xe chở rất nhiều đồ đạc như quạt, hành lý, các bao tải được treo và buộc kính xe. Thế nhưng hình ảnh những chú chó được buộc vào yên sâu theo chủ về quê làm ai nấy phải chú ý. Anh bạn đằng trước thoải mái ngồi, đôi lúc ngoái nhìn xem đồng bọn mình đang chật vật được buộc đằng sau. Tưởng chừng chỉ có 3 chú chó, nhưng khi thấy có người quay clip, người phụ nữ còn khoe nốt chú chó con màu đen ra cho mọi người cùng xem. Xe vẫn chạy, đường thì xa, chỗ ngồi chật, thỉnh thoảng hai chiếc chó phía sau dùng chân bò lên trên lấy lại thăng bằng. Vất vả là thế đó, nhưng các bạn bốn chân này vẫn ngoan ngoãn nằm yên, không cựa quậy hay ồn ào. Đặc biệt chi tiết cô chủ thỉnh thoảng nhìn về sau để nhìn các bạn cuốn, khiến ai chứng kiến cũng ấm lòng. Đoạn clip kể trên ngay sau khi được chia sẻ lên mạng đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Khi thành phố được nới lỏng giãn cách, cũng là lúc họ từ thành phố lớn trở về quê, mang đồ đạc, bao gồm cả bốn chú chó cưng của mình. Nhà nghèo mà còn đông con nữa chứ. Mà nhìn thấy ấm áp ghê, có trở về quê cũng không bỏ rơi những chú chó ở lại thành phố. Những chú chó hạnh phúc khi có người chủ tuyệt vời. Thương quá, vậy mà không bỏ rơi các chú chó, vẫn cố gắng đưa các em về quê. Tuy nhiên, một số ý kiến cũng cho rằng, việc buộc những chú chó phải đi đường xa về quê như vậy là nguy hiểm, mọi người không nên làm theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.